Chủ tịch Hiệp hội Y học sinh sản Đài Loan, ông Hà Tính Di cho biết, rất nhiều người vô sinh tin rằng lấy cây sản vàng đặt dưới gầm giường, mặt trước của sản hướng lên phía trên sẽ sanh con trai, mặt sau hướng lên phía trên thì sanh con gái. Linh nghiệm lắm, nên đôi nhau nửa đêm xếp hàng đi sinh cây sản. Không ai nửa đêm xếp hàng chữa chứng vô sinh gây lãng phí thời gian chữa vô sinh quý báo. Theo thống kê của Sở Sức khỏe Quốc dân, số cặp vợ chồng mắc chứng vô sinh tại Đài Loan mỗi năm một tăng. Cứ mỗi bảy cặp vợ chồng thì có một cặp lo lắng vì không có dấu hiệu mang thai, nhưng họ lại không chịu đi tìm sự trợ giúp của bác sĩ. Khoan đường nhất là không có tri thức về sức khỏe sinh sản. Có người cho rằng ngoại hình khỏe mạnh đồng nghĩa với hệ thống sinh sản khỏe mạnh hay chỉ cầu con theo phương pháp dân gian mà không đến bệnh viện kiểm tra làm lỡ mất độ tuổi sinh sản tốt nhất. Thì bác sĩ, nếu không tránh thai và trong quan hệ có quy lực một năm mà chưa có thai thì nên đi kiểm tra ông Hà Tính Di nói, người đàn ông thường cho rằng mình khỏe mạnh, để cho vợ đi kiểm tra một mình, phải tìm nhiều thuốc, rất gian khổ. Thật ra, khả năng tình dục và khả năng sinh sản là hai vấn đề khác nhau. Bất kể là nam hay nữ, không nên bỏ lỡ độ tuổi sinh sản của mình. Tốt nhất là nên có thai trước 33 tuổi thì để lệ sinh con khỏe mạnh mới cao. Đã đến khi hơn 40 tuổi mới muốn sinh con thì e rằng có nỗ lực cỡ nào cũng khó lòng có con được.